Nhờ. Nắng quá, không rõ. Đâu đâu để chị đi mua cho. Đâu chỗ nào đâu thì chị mua. À đây. Bán cho mấy bó nha. Anh đi đầu phạt 10.000 thôi. Chị bó đừng con. 10.000 bó. Lấy mấy bó, lấy mấy bó đây. Biết nhiều không rồi? Rồi đi. Đi. Bây giờ người ta đi cắt, người ta lên trên, cút trên trên hả? Tí mình có lên đó không? Lên trên đó làm gì, em cũng chưa lên đó bao giờ. Vậy hả? Cái quả này là quả gì nè? Thốt nốt. Ờ, à, đúng không? Anh nó giòn giòn đúng không? Quả thốt nốt. Thốt nốt. Hả? Trái thốt nốt. Ừ, nhưng mà anh nó giòn giòn đúng không? Đúng rồi. Anh nó chịu cái giòn luôn á. Muốn bạch chậu 10 ngàn để cúng cho bà. Có nhang không mà chạy, mình phải có chậu cho bà. Có rồi, có rồi. Xin chào 500 anh em nha. Đẹp trai okay, đâu. Ok. Xíu quậy đâu. Ok. Yeah. Nhiều má có lên núi bà cũng không anh chị ơi, 30 ngàn à. Lên ngay một góc bà nó đỉnh núi luôn, có chùa nào đẹp lắm. Dạ, rồi chút cái tính. Dạ, vô cúng cho đi nha. Dạ. Quá. Đi đi vòng vòng đây không được. Phải đầy chùa. Đi vào đâu chưa? Có chứ.
Ở chú mà chụp hình mình tưởng mình cái này về Thằng Long nó rửa. Mình chụp đây về Thằng Long nó rửa. Mình chụp ở đây nè, chụp mình nhìn khung cảnh nào đẹp đẹp mình lấy mình chụp nè. Đi với nhau nha, đâu rồi? Ở đây mỏi không? Còn cúng heo quá trời. Ừ, khu cúng chứ. À, chùa này là người ta cúng heo nhiều mà. Chưa mang đến hả? Chưa mang đến mình giữ chỗ hả? Giờ mình để đi, mình để giữ chỗ đi. Không, chưa giữ chỗ được đâu. Mình hàng mình chưa tới rồi từ đến sắp cho mình luôn. Ừ. Đã đến rồi kìa. Rồi, bọn mình đây hả? Để từ từ đó. Có chưa? Mình có rồi, mình để lên nè. Để cho khách. Rồi, con heo. Con heo mình đây. Con heo mình đây. Ừ. Thôi. Anh heo. Anh rớt rồi. Con heo này phải 7-8 kg, 10 kg ha. Đây mới nhang ra đúng không ạ? Đây, ba nhang. Cầm cho bác quá cởi áo là nó nóng quá. Đi hôn biết không? Cầm này quay cho bác. Hai tay luôn. Quay cho bác. Cầm quay cho tiền thoại. Hả? À thì bác ngoài kia đưa không cần. Từ từ bác tắt đi bác coi cởi áo nó nóng.